Hello, chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại. Thì hiện tại trên tay mình đang là con Realme 5 và hôm nay mình sẽ đánh giá hiệu năng của con này. Rồi, vào thôi. Rồi, như thường lệ trước khi mà mình gọi là đánh giá hiệu năng hay là đánh giá chi tiết hơn thì mình sẽ thống kê cho các bạn xem là Realme 5 hiện tại chúng ta có cấu hình như thế nào. Về cấu hình thì chúng ta có con chip Onecom 6665 và con chip này được xây dựng trên tiến trình 11nm. Chúng ta sẽ có GPU của Arena mã là 616. Bản mình đang cầm hiện tại là bản 4GB RAM và 64GB ở trong. Chúng ta sẽ còn bản thấp hơn là 3GB RAM, 32GB ROM, hoặc là chúng ta sẽ có bản cao cấp nhất là 4GB RAM, 128GB ở trong. Pin của máy là 5000mAh và chúng ta sẽ không có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Realme 5 thì cũng đã được cài sẵn phiên bản ColorOS 6.0 dựa trên cái nền tảng Android 9. Đó thì là cái thông số sơ sơ qua của con máy này và chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vào cái phần đánh giá tổng thể. Thì đầu tiên là mình đã chấm qua AnTuTu thì máy có điểm AnTuTu khá là ổn trong cái phân khúc giá. Đầu tiên là điểm tổng của chúng ta có 138.041 điểm và điểm CPU đạt 62.728 điểm và GPU đạt 30.718 điểm. Khi mà mình chơi game thì mình cũng có một vài những cái gọi là liệt kê được và mình thống kê ra cho anh em. Đầu tiên là mình chơi tựa game Liên Quân Mobile thì với tựa game này thì chúng ta sẽ có FPS đạt khoảng 30 FPS với tốc độ khung hình rất ổn định. Thì khi anh em chơi Liên Quân, anh em có để ý là chúng ta sẽ có đồ họa khá là đẹp và những cái chi tiết trong game được thể hiện khá tốt. Và với cái tựa game Liên Quân Mobile này thì anh em chơi khá là hợp lý và mình nghĩ là ổn, đánh giá khoảng 8 điểm. Và đến với tựa game thứ hai thì tựa game phổ biến thứ hai mà anh em thường hay chơi là PUBG Mobile. Với cái mức cấu hình tối đa chúng ta bật được là đồ họa cân bằng và tốc độ khung hình thì là trung bình. Khi mà anh em giảm đồ họa xuống 10 thì chúng ta sẽ có FPS lên cao nhất và mình đo được là hơn 30 FPS. Và nếu anh em bật đồ họa cân bằng và cái tốc độ khung hình cao hơn lên thì chúng ta sẽ có cái mức FPS đâu đó khoảng chỉ tầm dưới 30 và ổn định ở mức 30 FPS mà thôi. Đó. Và nếu mà anh em chơi PUBG Mobile thì mình khuyên anh em nên để cái mức thấp một chút và tốc độ khung hình cao để chúng ta có được cái sự mượt mà khi chúng ta chuyển cảnh như là chúng ta thao tác nhanh. Của đó là khi chơi game thì mình thấy máy không có lắc giật gì nhiều, đa phần thì máy cho chúng ta trải nghiệm ổn trên toàn game, thậm chí anh em nhảy dù máy vẫn rất là mượt. Đồ họa màn hình máy thì lên rất là ngon, nếu anh em có thể thấy ở đây thì những chi tiết được tái hiện là khá là tốt và ok. Nói chung là mình chấm nó khoảng đâu đó 7 điểm cho tựa game PUBG Mobile. Và nếu anh em nào đang có dự định mua con này về chơi PUBG Mobile thì ok, và có thể giá khá là mềm. Rồi ok, thì chúng ta sẽ đến với tựa game thứ ba là một tựa game FPS khá là nặng và mình tải về để mình thử coi nó có chịu nổi hay không. Thì đây là tựa game có tên là World Hero. Thì cái tựa game này thì anh em nào mà có xem video mình thì chắc cũng đã từng xem qua tựa game này rồi. Nó là một tựa game bắn súng khá là cao về mặt đồ họa. Thì mình bóc lột con GPU Arena này một chút. Với tựa game này thì mình vẫn đo được nó nằm ở khoảng 30 FPS mà thôi, chúng ta không thể lên được 60. Và dù chỉ có 30 FPS nhưng chúng ta vẫn có một cái trải nghiệm mượt mà và đồ họa khá đẹp. Mình đánh giá khá là cao con này. Và với con máy Realme 5 này thì chúng ta thấy là Realme không muốn chúng ta bật cái cấu hình quá cao lên, bởi vì nếu cứ xả nó cao lên thì máy nó sẽ lắc. Cho nên là dù cái độ hoành tráng khi chúng ta vào game bật cái cấu hình nó không có cao, nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ có độ ổn định khi chúng ta chơi. Màn hình máy dù là độ phân giải không cao nhưng mà nó cho chúng ta cái sự hiển thị tốt và tầm nhìn ngon lành trên nhiều km trong game. Và kết luận lại, đây là một con máy có phù hợp để bạn mua về chơi game hay không thì mình chắc chắn với bạn là không. Thì đây là một con máy phù hợp hơn với lại những người mà có nhu cầu sử dụng nhẹ nhàng, những tác vụ nhẹ nhàng. Và nếu anh em đã xem review về con máy này hoặc là xem bài mở hộp rồi thì anh em có thể thấy là máy nó tập trung nhiều hơn về những mảng khác, ví dụ như là camera, về giải trí, hơn là cái việc mà chúng ta chơi game. Cho nên là với cái tầm giá này thì anh em có thể tìm được những con máy hiệu năng cao hơn. Thì anh em có thể tham khảo giá của những con máy hiệu năng cao tại Bạch Long Mobile hiện tại có giá tốt, mình sẽ để link ở phía bên dưới. Và con máy này thì cũng đã có link ở dưới phía phần mô tả cho anh em luôn, nhớ click vào xem nếu anh em có gọi là muốn mua con này. Đó, rồi đó là cái trải nghiệm tổng quan của mình về hiệu năng của Realme 5. Thì anh em có đã trải nghiệm chưa, hay là anh em có những cái đánh giá gì về con máy này nữa thì anh em hãy comment. Và anh em muốn test gì nữa thì anh em hãy comment, mình sẽ cố gắng làm một video test cho anh em. Và nếu thấy hay thì hãy like và share, và đừng quên là subscribe, nhấn chuông để YouTube thông báo cho anh em mỗi khi mình lên video mới. Và chào anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ.